cô dâu Như Quỳnh và cùng bước lên sân khấu đăng quang hạnh phúc của mình. Và quý vị có thể nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón hai bạn trẻ của chúng ta được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và đến giờ phút này đây, đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng tay trong tay bước trên những con đường dài của tình yêu, đường dài của hạnh phúc. Năm 2023, tức ngày 08 tháng 10 năm Quý Mão, tại gia đình nhà trai bản Ổ Cha, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Và MC Anh Tú là người kết nối cho chương trình này. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được phép trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Hạnh sánh duyên cùng cô dâu Như Quỳnh, Như Quỳnh Văn Hạnh xin chính thức được bắt. Kính mời ạ. Vâng ạ, những món quà tuy nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa để dành tặng cho hai con ạ. Đúng là một đồng của mẹ trao tay thì con đây xin nhận những tháng ngày con không quên. Một đồng con mua sổ để biên, một đồng mua thuốc dành tiền rửa rơi, một đồng thì mua quai nón hồng tươi, một đồng thì mua gương mua lược hai người soi chung. Mà trai thì như cây bách cây tùng, mà gái thì như cây liễu để cùng say duyên. Vâng ạ, và đến giờ phút trang trọng nơi đây xin được kính chuyển lời mời tới gia đình bác Xuân mới. Xin được kính chuyển lời mời tới gia đình cô Dính ạ. Vâng ạ, và bác Xuân mới sẽ cùng trở lại sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay để dành tặng những món quà thân yêu nhất dành cho hai người con, hai người cháu thân yêu của mình. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ạ. Gia đình của bác Xuân mới và gia đình cô Dính sẽ cùng trao những món quà kỷ vật thiêng liêng nhất cho đôi bạn trẻ. Và xin được phép thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn gia đình bác Xuân mới, gia đình cô Dính đã có những món quà để dành tặng cho có hai con hai cháu của mình để nuôi con sau này. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Món quà đầy ý nghĩa để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn cô bác rất nhiều ạ.
Vâng, xin mời cô và bác sẽ cùng trở lại với những mâm cơm bàn tiệc của quan viên bốn họ trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Và đến giờ phút này đây xin được kính chuyển lời mời tới đại gia đình bên phái đoàn hoặc gia đình nhà gái mình ạ. Vâng ạ, xin mời mẹ hãy cùng trao những món quà kỷ vật thiêng liêng nhất cho người con yêu dấu của mình. Vâng, trân trọng kính mời. Chuyện chân hoa nào bà mẹ phía nào hơi luật tế củ chuyện vầy hơi toàn lý tê lắm cùng ai liệm xứ số lán phua phà cùng em liệm xứ nằm này hồi bó nét trẻ ai có hay bó tóc cùng khôn nét trẻ em bún mình mưa chưa tình say ăn khách trừ lù ải ó em xỉnh nơi lù lạ lù sải có em nơ. Và đó là đôi lời phát biểu dành tặng cho đại gia đình của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Thay mặt cho mẹ của cô dâu ạ, một lần nữa xin được cảm ơn đại gia đình đã có những món quà để dành tặng cho hai con của mình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, rất tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và đôi gia đình của chúng ta đã có những món quà để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và quý vị có một món ăn, một món quà tinh thần rất là to lớn đấy ạ. Vâng ạ, một tràng pháo tay trị giá 5 tỷ đồng cho đại gia đình của chúng ta được không ạ, toàn thể quý vị? Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và đến giờ phút này xin được kính chuyển lời mời tới cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía tháp ly tình yêu để cùng rót rượu tràn ly trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Vâng ạ, xin mời chú rể đẹp trai của chúng ta sẽ đến với chai rượu đầu tiên ạ. Như lần đầu tiên bạn gõ cửa của trái tim Như Quỳnh nhé ạ. Vâng ạ, vâng ạ, xé chiếc tem ra trước ạ. Vâng ạ, mở khóa chai rượu. Vâng, xong lắc chai rượu thật mạnh ạ. Vâng ạ, đến khi chai rượu tuôn trào ra. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy lắc thật mạnh chai rượu lên ạ. Vâng ạ, cái gì cũng phải lắc trước mới ra bạn ạ. Vâng, xin mời bạn hãy lắc thật mạnh chai rượu lên đã. Vâng, rất tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót lên phía tháp ly tình yêu ạ. Xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là màu rượu thì là màu hồng, màu của trái tim. Và đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau tay trong tay rót lên thắp ly rượu để tượng trưng cho tình yêu mãi mãi trường tồn theo thời gian và năm tháng. Vâng ạ, đến giờ phút này đây xin mời chú rể. Vâng ạ, sẽ trao lại chai rượu cho cô dâu được không ạ? Vâng, chai rượu thứ hai này rất mong cô dâu sẽ sắp cho chú rể ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu hãy mở chiếc tem ra trước ạ. Và mở chiếc khóa sắt của mình ra trước ạ. Vâng ạ, mở chiếc khóa sắt ra trước ạ. Vâng ạ, mở chiếc khóa sắt ra và lắc chai rượu thật mạnh ạ. Vâng, xin mời cô dâu ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, xin mời cô dâu hãy lắc thật mạnh lên ạ. Lắc mạnh lên, nứa đi ạ, nứa đi ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu hãy trao lại chai rượu cho chú rể ạ. Vâng ạ, vâng, xin mời chú rể hãy cho nó phụt ra nước đi ạ. Vâng, rất tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được kính chuyển lời mời tới cô dâu và chú rể sẽ rót một nửa lên phía tháp ly tình yêu và một nửa rót xuống hàng ly phía dưới. Và chai rượu thứ hai này tượng trưng cho đấng sinh thành ra mình trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cùng nâng lên những đấng sinh thành ra mình. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót xuống hàng ly phía dưới ạ. Vâng ạ, đúng là rượu này thì anh sẽ rót làm ba, chứ chung anh để phần mẹ, chỉ hiếu phần cha, còn đời ta chữ tình. Và đôi bạn trẻ đang cùng nâng những ly rượu hiếu, rượu tình để nâng lên đấng sinh thành ra mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ đứng ra phía trước chưa ạ? Vâng ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay mặt vào nhau, uống rượu giao môi ạ. Vâng ạ. Xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng lồng tay vào nhau. Vâng ạ. Xin mời.